Kính chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho chúng ta về cách tạo mới dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán Visa. Đối với công ty mới thành lập hoặc công ty muốn sử dụng lần đầu tiên trên phần mềm kế toán Visa, thì các bạn sẽ phải tạo dữ liệu kế toán mới để chúng ta có một data hạch toán, các hóa đơn chứng từ nghiệp vụ vào trong cái data đó để quản lý dữ liệu. Cách tạo dữ liệu trên phần mềm kế toán Visa như sau. Các bạn sẽ mở phần mềm kế toán Visa ra, click vào tạo dữ liệu kế toán mới, nhấn tiếp theo. Máy chủ phần mềm tự động cập nhật cho các bạn. Tên dữ liệu chúng ta thường sẽ đặt là chữ cái viết hoa không dấu. Ví dụ ở đây tôi làm là công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng thì tôi sẽ đặt tên dữ liệu kế toán là Việt Hưng. Nếu chúng ta làm năm nào thì các bạn có thể thêm năm đó và đằng sau, ví dụ như là Việt Hưng năm 2018. Hoặc chúng ta chỉ cần điền dữ liệu là Việt Hưng chung để chúng ta sử dụng làm cho các năm. Đường dẫn lưu trữ thường thì phần mềm Visa sẽ tự động cập nhật. Còn nếu như chúng ta muốn thay đổi đường dẫn đến một ổ lưu dữ liệu khác thì các bạn có thể tùy chọn đến đường dẫn đến một ổ mà chúng ta cần lưu. Ví dụ ở đây tôi muốn lưu lại vào ổ E Visa 2017 backup thì tôi sẽ lưu vào đây và tôi nhấn OK. Địa chỉ email thì các bạn điền địa chỉ email mà các bạn thường hay sử dụng để sau này chúng ta có quên mật khẩu thì chúng ta có thể lấy lại được. Ví dụ như tôi điền ở đây là địa chỉ email mà tôi hay sử dụng đây. Sau đó các bạn sẽ nhấn tiếp theo. Tên công ty, ở đây là công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng. Nếu chúng ta có tên viết tắt thì các bạn viết tắt, còn nếu không thì các bạn có thể điền một ký hiệu bất kỳ. Địa chỉ chúng ta có thể cập nhật vào để sau này in sổ sách phần mềm sẽ in ra cho chúng ta đầy đủ hơn. Mã số thuế ở đây công ty Việt Hưng có mã số thuế là 01061453 19. Số điện thoại 0988680223. Địa chỉ email là làm.vietoan.vn@gmail.com. Ở đây không có chi nhánh nên tôi sẽ click vào không có chi nhánh, sau đó các bạn nhấn tiếp theo. Đối với công ty chỉ có lĩnh vực thương mại thì các bạn cũng có thể click vào sản xuất xây lắp để sau này ví dụ ngoài cái việc hoạt động về lĩnh vực thương mại, công ty có hoạt động thêm về sản xuất xây lắp thì chúng ta có thể tính được giá thành. Còn nếu chúng ta không click vào sản xuất xây lắp thì sau này chúng ta sẽ không tính được giá thành cho toàn doanh nghiệp. Như vậy các bạn sẽ click cả hai lĩnh vực thương mại dịch vụ và sản xuất xây lắp. Sau đó các bạn nhấn tiếp theo. Năm bắt đầu tài chính. Ở đây chúng ta bắt đầu sử dụng phần mềm Visa để hạch toán chứng từ cho năm nào thì chúng ta sẽ chọn năm tài chính bắt đầu từ năm đó. Ví dụ nếu như các bạn chọn bắt đầu hạch toán là năm 18 thì năm tài chính và ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm sẽ là 1/1/18. Còn trong trường hợp công ty các bạn muốn làm lại báo cáo tài chính từ năm 16 trở về trước thì chúng ta sẽ điền. Ví dụ như là ở đây tôi sẽ làm năm 2011 thì ngày hạch toán, ngày chứng từ trên phần mềm sẽ là 1/1/2011. Vì từ năm 2016 trở về trước thì quyết định 48 vẫn được sử dụng và chưa được thay thế theo thông tư 133 nên ở đây sẽ hiển thị chế độ kế toán là quyết định 48 để cho các bạn lựa chọn. Còn nếu như chúng ta làm từ năm 2018 thì phần mềm sẽ cập nhật lên thông tư 133 rồi và chúng ta sẽ chỉ cần lựa chọn thông tư phù hợp với doanh nghiệp. Ví dụ những năm trước công ty các bạn hoạt động theo chế độ kế toán quyết định 15 thì bắt đầu từ năm 15 thì sẽ sử dụng thông tư 200. Còn nếu như từ năm 16 trở về trước công ty các bạn sử dụng quyết định 48 thì bắt đầu từ năm 17 sẽ thay thế bằng thông tư 133, do đó các bạn lựa chọn chế độ kế toán doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động doanh nghiệp của công ty các bạn. Về phần hóa đơn, hiện tại cơ quan thuế đang triển khai việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được tích hợp lên phần mềm kế toán Visa. Sau đó chúng ta sẽ click vào sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn, click vào tôi, đọc, hiểu và đồng thời thỏa thuận, nhấn đồng ý. Còn nếu như chúng ta không muốn quản lý hóa đơn thì các bạn có thể tích bỏ. Loại tiền sử dụng thường sẽ là Việt Nam đồng, nhưng đối với công ty hiện tại bây giờ hoạt động sẽ chưa có ngoại tệ, nhưng mà chúng ta sẽ cần click vào có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ
để sau này nếu như công ty có nhập hay là xuất khẩu thì có các cái đồng tiền ngoại tệ liên quan để cho chúng ta lựa chọn. Sau đó chúng ta sẽ nhấn tiếp theo. Phương pháp tính giá xuất kho thì sẽ có 4 phương pháp tính giá xuất kho cuối kỳ. Phương pháp thứ nhất là phương pháp bình quân cuối kỳ. Thì phương pháp này chỉ được tính vào thời điểm cuối kỳ, tức là cuối mỗi tháng hoặc cuối mỗi quý hoặc cuối năm. Và đơn giá bình quân cuối kỳ sẽ bằng giá trị tồn đầu kỳ cộng giá trị nhập trong kỳ chia cho số lượng tồn đầu kỳ cộng số lượng nhập trong kỳ, sẽ ra được đơn giá bình quân và từ đó nhân với số lượng xuất thì sẽ ra được giá vốn. Phương pháp thứ hai là phương pháp bình quân tức thời. Theo phương pháp này thì đơn giá xuất được tính vào thời điểm xuất kho. Vì vậy, có thể tính ngay được giá vốn hàng xuất kho sau mỗi lần xuất. Phương pháp này thì chỉ được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho và lưu lượng điểm xuất ít. Phương pháp thứ ba là phương pháp nhập trước xuất trước. Phương pháp này thì vật tư hàng hóa nào được nhập trước thì sẽ được xuất trước và lượt người sử dụng có thể tính ngay được trị giá vốn hàng xuất sau mỗi lần xuất. Phương pháp này sẽ được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít mặt hàng và giá cả biến động lớn. Và phương pháp thứ tư là phương pháp liên danh, tức là xuất lô hàng nào thì lấy giá thực tế của lô hàng đó. Vì vậy, sau mỗi lần xuất thì có thể tính ngay được trị giá vốn hàng xuất kho và phương pháp này được áp dụng với doanh nghiệp ít loại mặt hàng và mặt hàng có giá trị lớn hoặc mặt hàng không ổn định. Như vậy, tùy vào từng doanh nghiệp mà các bạn có thể lựa chọn các phương pháp tính giá xuất kho cho phù hợp. Ở đây, đối với công ty Việt Hưng thì chúng tôi sẽ chọn là phương pháp bình quân cuối kỳ. Sau đó chúng ta nhấn tiếp theo. 6 là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. Đối với các doanh nghiệp hoạt động như doanh nghiệp sản xuất thương mại, vận tải thì thường sẽ sử dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ. Còn đối với doanh nghiệp đặc thù như doanh nghiệp vàng bạc thì sẽ thường là áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu. Thì chúng ta có thể tự lựa chọn phương pháp tính thuế cho phù hợp với loại hình doanh nghiệp. Sau đó các bạn nhấn tiếp theo. Khi chúng ta điền đầy đủ các thông tin từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 và bước 6 thì đến bước 7 chúng ta sẽ thực hiện tạo dữ liệu kế toán mới. Các bạn sẽ nhấn vào chữ thực hiện và đợi phần mềm thực hiện tạo dữ liệu kế toán. Phần mềm thông báo tạo dữ liệu kế toán thành công, các bạn nhấn OK. Và dữ liệu kế toán chúng ta đã tạo được đã hiển thị ở trên dữ liệu kế toán mà chúng ta chọn. Dữ liệu mà chúng ta cần hạch toán. Tên người dùng thì chúng ta vẫn để mặc định là admin, mật khẩu chúng ta chưa cài đặt mật khẩu nên chúng ta có thể bỏ trống. Các bạn sẽ nhấn đồng ý để mở dữ liệu kế toán ra để hạch toán. Các bạn có thể click vào không hiển thị hộp thoại này đóng lại. Mỗi lần mở phần mềm Visa ra để hạch toán thì trước tiên chúng ta sẽ phải chọn ngày hạch toán là cái ngày đầu năm mà chúng ta hạch toán. Ví dụ ở đây tôi làm là năm 18 thì ngày hạch toán tôi sẽ chọn là mùng 1 tháng 1 năm 2018, để sau này trong quá trình tìm kiếm vào trong kỳ thì tôi sẽ chọn kỳ cần tìm kiếm rất là nhanh. Như vậy là đây là giao diện của phần mềm kế toán Visa. Căn cứ vào các hóa đơn chứng từ thì các bạn sẽ hạch toán lên trên phần mềm theo những nội dung chi tiết ở trong các khóa học. Bắt đầu từ buổi 2 nhập số dư đầu kỳ đến hạch toán các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ và đến cân đối lên báo cáo tài chính cuối kỳ. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn về cách tạo dữ liệu kế toán mới trên phần mềm kế toán Visa. Vị Thương chúc các bạn làm việc vui vẻ và đừng quên theo dõi kênh YouTube của Kế toán Việt Hưng. Kính chào các bạn và hẹn gặp lại.